Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Trong buổi tối ngày hôm nay, sản phẩm tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn cũng khá là quen thuộc, chính là những bộ dây loa quân sự và dây loa của Hitachi, dành cho những người yêu thích những dòng dây tín hiệu bãi của Nhật, những người có sở thích là chơi những dòng nhạc nhẹ, nhạc vàng, nhạc bolero. Thì những bộ dây này rất là hợp đối với quý vị và các bạn. Thì ở đây mình muốn giới thiệu đến mọi người trước, đó chính là mẫu dây loa Hitachi. Cái mẫu này là 16 lõi cơ. Đó, đã đíp sẵn cho quý vị và các bạn rồi. Tất cả đây, quý vị và các bạn đặt hàng, đặt số mét thì mình sẽ đíp sẵn hoàn chỉnh như này. Về quý vị và các bạn chỉ việc đấu là dùng thôi. Còn nếu như muốn đíp sắc thì mình sẽ lắp vào cho quý vị và các bạn theo yêu cầu. Đó, bởi vì những sợi dây của Hitachi này cho cái sự trung thực rất là tốt, âm thanh rất là sắc nét. Thì trong những cái video lần trước ấy, thì mình cũng giới thiệu mọi người đây thực chất là cái dây tín hiệu, không phải là dây loa chuyên nghiệp. Đó. Thế nhưng mà có một cái kết quả đem lại chính là cái chất lượng của âm thanh vô cùng là tốt. Đến mình cũng rất là ngạc nhiên, những người chơi âm thanh lâu năm cũng còn phải ngạc nhiên với những sợi dây này, cho chất lượng rất là cao. Đây là những sợi đồng tơ như quý vị các bạn cùng thấy. Hầu như mình lựa chọn những dòng dây tín hiệu của Hitachi đều là những loại đồng tơ như này, đồng tơ mạ bạc. Hitachi nó có rất là nhiều mã nhé, rất là nhiều mã dây tín hiệu. Thế nhưng không phải mẫu nào cũng có thể làm dây loa được. Đó, chính vì vậy mà mọi người có thể lưu ý giúp mình nhé, không phải mẫu dây tín hiệu nào của Hitachi cũng làm dây loa được đâu. Ở đây mình tuyển chọn cho mọi người hai mẫu, là mẫu dây 16 lõi của Hitachi có lưới chống nhiễu và mạ bạc, bên trong là vỏ tép lông chống cháy và chống nhiễu rất là tốt nhá. Đây đều là chống cháy đấy, chịu nhiệt rất là tốt. Tiếp theo nữa đó chính là cái mẫu dây 4 lõi của Hitachi màu trắng này, màu này rất là đặc trưng được. Đó, 4 lõi cũng rất là chất lượng. Để tách cho mọi người xem nhá, có một cái đặc biệt cũng sợi này. Đó chính là những cái kết cấu của những cái sợi dây này rất là hay. Không chỉ về chất lượng mà kết cấu của những sợi dây này vô cùng là đặc biệt nha mọi người. Mọi người chỉ thấy trong những sợi dây của Nhật thôi. Mình làm rất nhiều sợi dây loa chuyên nghiệp rồi. Thật sự là những sợi dây của Nhật này này có một cái kết cấu rất là đặc biệt nhé. Đây, cái lưới chống nhiễu này rất là dày luôn. Bên trong là những cái sợi dây mọi người để ý này, họ bện rất là chắc nhá, chắc lịch luôn. Đấy, không hề dẹo dạo gì cả, rất là chắc. Đây là lớp giấy chống ẩm này, bọc kín sợi dây luôn, không có một cái kẽ hở nào. Tách cho mọi người xem. Đây chỉ là giấy thôi mà họ bọc rất là cẩn thận, giấy chống ẩm. Đó, đây xem này, cái họ tết dây này chặt rất là chặt này. Đấy, tách mọi người xem. Đó, ở giữa lại có tết một cái lõi đồng trục này nữa cơ, mọi người thấy không, kỳ lạ không? Đấy, đây cái dây dù này cho sự chắc chắn nó sẽ dây này. Đó, thì mọi người nào mà có hay tìm hiểu về những cái sợi dây ấy, thì cũng có thể biết được rằng cái kết cấu, cái xoắn dây này ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vấn đề mà truyền dẫn tín hiệu. Ngay cả những hãng chơi dây loa chuyên nghiệp như ở Kimbercap ấy, họ rất là chú trọng những việc mà tết dây. Bởi khi tết dây theo đúng một cái tiêu chuẩn nào đấy ấy, giúp chống nhiễu cho cái sợi dây rất là tốt, giảm được những cái tín hiệu không tốt cho đường truyền của chúng ta. Đó, chính vì vậy mà những cái kết cấu tết dây này ảnh hưởng cực kỳ là nhiều đến chất lượng âm thanh. Đó, chính vì vậy mà những cái sợi dây quân sự mình tết cho mọi người này rất là chắc chắn nhé. Đây mọi người đấy xem, mình tết cực kỳ là chặt. Thứ nhất là thẩm mỹ, thứ hai là khi tết chặt này độ chống nhiễu rất là tốt. Lần trước thì mình cũng có tết những sợi dây, nhưng mà đợt đấy mình tết hơi lỏng tay ấy, nên là nó sẽ nhè này, kiểu như này này. Đó, lần này thì mình giúp kinh nghiệm mình tết nó chặt hơn, đẹp hơn, cho mọi người chơi rất là yên tâm. Thì cuối cùng thì mình sẽ báo giá cho người đều biết nhá, cho những ai mà yêu thích có thể mua cho mình, lựa chọn cho mình những bộ dây phù hợp với túi tiền. Thứ nhất là bộ dây loa quân sự. Đó, chuyên dùng cho nghe nhạc và nhạc bolero, đặc biệt là loa toàn giải rất là hợp. Có chiều dài 2,5 m cho hai vế nhé. Tất cả đây là mình báo giá là một bộ nhé, một bộ loa và chiều dài 2,5 m. Ở đây bộ này có giá là 280.000 đồng, mình miễn phí ship cho tất cả mọi người. Đó. Tiếp theo là cấu hình là mình tết 2 sợi lại 1 nhé, 2 sợi dành cho những người mà chơi loa công suất lớn có thể sở hữu nhé. Chơi loa công suất lớn như kiểu là loa 3 đường tiếng, bát 25, 30 sở hữu cấu hình này thì có giá là 550.000 đồng, giá đều bao ship nhé cho mọi người nhá. Đó. Còn mẫu dây loa quân sự màu trắng này mình để cho mọi người giá là 100.000 đồng 1 mét. Dây này mình có ít nên mình bán theo mét, mọi người mua bao nhiêu mét thì mình cắt cho bấy nhiêu. Và lưu ý là mình sẽ làm hoàn chỉnh cho mọi người như này, từ co nhiệt đến tuốt đầu cho mọi người rất là cẩn thận nhá. Và cái mẫu dây thứ hai là mẫu dây 16 lõi này, mình để cho mọi người giá là 120.000 đồng 1 mét. Đó, tất tần tật mọi người đặt hàng của mình đều được mình đíp sẵn cho mọi người như này, từ co nhiệt đến tuốt đầu dây. Đấy, về mọi người chỉ việc đấu rắc vào nó dùng, hoặc là dùng trực tiếp nhá. Đó, chính vậy mọi người có nhu cầu thì vui lòng liên hệ số điện thoại mình để phía dưới, hoặc là đơn giản nhất là chỉ cần để lại số điện thoại dưới phần bình luận, mình sẽ liên hệ và đặt hàng cho quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi.